Hơn 45.000 người nhập viện trong hai ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Theo truyền thông Việt Nam, trong hai ngày qua có 786 người bệnh tử vong. Trong số này có 34 người bệnh tử vong vì tai nạn giao thông, đa số tử vong trên đường đến viện, 22 ca. Số còn lại tiên lượng tử vong xin về và tử vong tại viện. Chỉ trong 24 giờ từ 7 giờ sáng ngày 30 tháng 4 tới 7 giờ sáng 1 tháng 5, có tới hơn 1.500 người bệnh nhập viện vì tai nạn giao thông, 330 ca nặng phải chuyển viện, 19 ca tử vong, 47 ca nặng nguy kịch đang điều trị tại bệnh viện. Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông hàng đầu thế giới. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ tai nạn giao thông cao tại Việt Nam là tình trạng uống rượu bia. Việt Nam xếp thứ hai trong các nước khu vực Đông Nam Á, xếp thứ ba châu Á về mức tiêu thụ bình quân rượu bia mỗi người. Riêng về khám chữa bệnh COVID-19, trong 2 ngày nghỉ lễ có hơn 2.000 ca tới khám, hơn 1.100 ca nhập viện điều trị nội trú. Đặc biệt, từ sáng 30 tháng 4 tới 1 tháng 5 có thêm 4 ca tử vong liên quan COVID-19.